Trên đời ai khổ nhất? Quý vị thân mến, phàm trên đời ta chỉ nghe thấy người ta than thở, sao tôi khổ thế này, chứ chẳng ai kêu ca, sao tôi lại sung sướng hạnh phúc như vậy. Như một lẽ tất nhiên, những phút giây hạnh phúc thì chóng quên, mà những nỗi khổ hoặc những thứ ta cho là khổ thì chính bản thân ta lại cứ bám víu lấy chúng không buông. Hạnh phúc có bao nhiêu cũng không đủ, mà đau khổ thì chỉ một thứ thôi đã khiến ta suy sụp dài dài. Liệu có đáng phải như vậy? Và liệu cách ta nhìn nhận về cuộc sống như vậy có đúng đắn hay không? Hãy lắng nghe câu chuyện sau đây. Có lẽ quý vị sẽ nhìn nhận khác đi về nỗi khổ đang dày vò bản thân mỗi ngày. Ngày xưa có một gia đình nọ làm nghề nông. Trong nhà có nuôi một con trâu, hai mẹ con nhà ngựa, một con chó, một đàn heo cùng với đàn gà dăm 30 con. Mỗi ngày trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Còn chó ta chỉ việc nằm phè ở nhà dòm chừng trong ngoài trước sau. Một hôm Châu đi cày về thấy chó nằm dài trước cửa nhà, mắt nhắm lim dim trông thật nhàn hạ, thoải mái, sung sướng, làm Châu ganh tị, tức tối muốn điên lên, bèn nói mỉa mai. Chú chó nhà này thật hạnh phúc quá, ăn no rồi chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong xó nhà, lúc nào làm biếng thì nằm phè ra đó. Mày thật là có phước nhất nhà này. Chó nhà ta nghe Châu nói lời hậm hực, bèn nói với Châu rằng: Này anh Châu ơi, anh tuy làm lụng vất vả, nhọc nhằn ngoài đồng ruộng, nhưng còn có thời gian để nghỉ ngơi. Còn tôi tuy nằm canh cửa giữ nhà trông có vẻ nhàn hạ hơn anh, nhưng thật ra tôi rất mệt mỏi và căng thẳng lắm. Tôi tuy nằm im, lim dim mà trong lòng lúc nào cũng lo phập phùng, cứ phải nơm nớp không yên vì sợ mất mát đồ đạc của ông bà chủ, không dám lơ là hay chảnh mảng một chút nào. Nếu ngủ quên hay sơ ý để xảy ra mất trộm thì tôi khó mà sống được yên. Đêm đêm trong khi mọi người yên giấc ngon lành thì tôi có được nghỉ ngơi gì đâu. Tôi phải vểnh lỗ tai lớn ra để mà nghe ngóng, dòm ngó động tĩnh trước sau, đề phòng kẻ gian, hễ nghe có tiếng động gì là phải sủa to để báo cho chủ nhà hay biết. Anh thử suy nghĩ coi, anh và tôi ai sướng hơn ai? Châu nhà ta nghe nói vậy mới hiểu được hoàn cảnh khổ tâm của chó. Châu ta liền xin lỗi chó vì lời nói của mình ban nãy. Khi ấy chó ta quay sang đàn gà đang chạy đùa tung tăng bới móc tìm kiếm thức ăn mà ganh tị. Đúng là lũ gà sướng thật, vừa mới mở mắt ra đã được bà chủ cho ăn bữa sáng bằng những hạt thóc được mẹ con nhà ngựa chở từ ngoài đồng về. Chú gà trống đầu đàn nghe chó ước vậy bèn quay sang nói rằng: Này anh chó, chúng tôi chả sung sướng gì đâu. Ông chủ tôi nuôi gà trống để đi đá độ cho thỏa mãn thú tính tàn nhẫn, kích bác chúng tôi tàn sát nhau để vui trong sự oán giận thù hằn của chúng tôi. Con người nuôi gà để lấy trứng bán và ăn, lúc nào họ thèm khát thì cắt cổ nhổ lông làm thịt chúng tôi để ăn uống vui chơi thỏa thích. Thật ra chúng tôi cũng khổ lắm anh chó ơi. Châu đang nghe lũ gà phân trần với chó thì tự nghĩ, rốt cuộc con người nuôi các loài vật chỉ với mục đích gánh vác bớt công việc nặng nhọc và làm thức ăn nhằm bồi bổ thân xác theo quan niệm trời sinh ra vạn vật, thật là quá tàn nhẫn. Đang nghĩ vẩn vơ, Châu bỗng nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cây cao. Châu tự than thở, bọn chim trời, cá nước thật là diễm phúc và sung sướng làm sao. Chúng có thể tự do, tự tại bay lượn, bơi lội đó đây mà không bị ngăn lại, không bị ai giam cầm, quản thúc, không phải làm việc nhọc nhằn vất vả, không phải chịu nỗi khổ, niềm đau của kiếp làm tôi mọi cho con người. Giá mà chúng ta có được cuộc sống vui vẻ như các loài chim cá thì vui sướng hạnh phúc chừng nào. Khi ấy một chú chim nghe lời Châu than vãn, bèn đáp lên lưng Châu và nói rằng: Bác Châu ơi, bác đâu có biết chúng tôi cũng chả sung sướng gì như bác nghĩ. Mạng sống của chúng tôi luôn bị đe dọa từng ngày. Chúng cháu lo sợ các chú chim lớn rình mò chụp bắt đã đành, lại còn lo sợ những kẻ thợ săn có thể bắn chết chúng cháu bất cứ lúc nào hay không. Tổ của chúng cháu làm rất khó khăn, vất vả biết bao, nhưng chưa chắc ở được lâu ngày vì sự phá hoại của con người. Trứng do chúng cháu sinh ra chưa kịp nở thì đã bị con người lấy mất. Thật ra trên cõi đời này không có loài vật nào được sung sướng cả, nếu có cũng trả một cái giá rất đắt đối với loài người. Bầy cá đang ở dưới nước nãy giờ nghe bác Châu nói mình sung sướng thoải mái quá nên cũng không đồng ý mà vội vàng phân bua: Dạ xin thưa với bác, loài cá chúng con cũng không sung sướng hạnh phúc gì lắm đâu. Nhà cá chúng con thường bị loài người giăng lưới đánh bắt, mỗi lần bị sát hại chết đến cả hàng ngàn hàng vạn con, không sao kể hết tội lỗi của loài người. Một chú ngựa con ở gần đó đang lui hui tìm chút cỏ non để qua cơn đói khát thì bỗng nghe mùi thơm phức làm bao tử chú cồn cào khó chịu. Chú tò mò đến gần xem sự thể ra sao.
Chú thấy bầy heo đang nhốn nháo khi con người mang thức ăn đến đổ vào máng. Chúng tranh nhau táp phẩm phập trông rất ngon lành. Thoáng phút chốc các máng đều hết sạch, rồi mỗi một con nằm một chỗ ngủ say sưa. Ngựa con nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng, vừa buồn tủi vừa giận trách loài người sao quá bất công. Hai mẹ con ngựa làm động vất vả cả ngày mà chỉ ăn toàn cỏ khô. Loài heo kia chẳng làm gì mà lại được ăn lúa mạch bắp rang thơm phức. Trong lòng bực bội, ngựa con tức tối về nhà tìm gặp ngựa mẹ để hỏi cho ra chuyện. Loài ngựa chúng ta phải nhọc nhằn, gánh vác, chuyên chở hàng hóa, đưa người đón bạn vào sinh ra tử, xông pha chiến trường để bảo vệ tổ quốc, chịu lao khổ trăm bề. Vậy mà thức ăn chỉ toàn cỏ khô và nước lã, chẳng công bằng tí nào. Loài heo chúng nó thật có phước mà. Chúng chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, chẳng phải làm gì cực nhọc mà thức ăn lại thơm ngon đáo để. Ngựa mẹ bảo, con à, mỗi loài đều có phước báo riêng, con không nên vì thế mà than thân trách phận. Chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại có gì ăn nấy, miễn sao tạm no đủ là được rồi. Đừng vì muốn món ngon vật lạ mà khổ lụy trong hiện tại và mai sau. Con muốn ăn loại thức ăn đó cũng không khó gì, nhưng con hãy ráng chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Vài ngày sau, bầy heo bị loài người trói gô lại tất cả, kêu la en ép, nghe thảm não vô cùng. Ngựa con nghe thấy bèn chạy đến xem sao. Thật là một cảnh tượng quá hãi hùng và khủng khiếp. Cả đàn heo béo mập đều bị đưa đi để làm thịt. Ngựa con bây giờ mới thức tỉnh, chú liền nhanh chân bỏ chạy về nhà. Còn trâu sau khi nghe chó, chim, gà, cá phân trần sự khổ não của chúng thì cảm thấy thương hại cho các loài vật mà ngửa mặt lên trời, oán trách tạo hóa sao quá bất công để các loài vật phải chịu khổ đau thế này. Tại sao Thượng Đế lại tạo ra nỗi bất công lớn lao như vậy khi chỉ có con người được sống sung sướng, hạnh phúc nhất trên cõi đời này? Đang lúc đó, bỗng trâu nghe rõ ràng tiếng quăng chén, bát, đĩa, muỗng cùng nhiều thứ đồ đạc khác trong nhà vọng ra. Nó lắng tai nghe kỹ mới biết hai ông bà chủ đang lớn tiếng gây gổ cãi vã, chửi mắng lẫn nhau. Tiếng ông chủ gào lên trong cơn giận dữ. Trời ơi, hãy ngó xuống mà coi, sao tôi phải chịu nhọc nhằn khổ sở đến thế này? Làm người gì không bằng con trâu con chó trong nhà này. Con trâu đi cày còn có được thời gian nghỉ ngơi, còn tôi suốt tháng quanh năm phải bận bịu đa đoan với nhiều công việc. Nào là phải lo nhà cửa, vợ con, cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, đám tiệc, hội hè, đình đám, đủ thứ, làm quần quật suốt cả đêm ngày mà không có lúc nào rảnh rỗi nghỉ ngơi. Tôi phải thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, làm lụng nhọc nhằn, vất vả, khổ sở như vậy là vì ai? Vậy mà bà vẫn không vừa ý hài lòng để cho tôi được yên hay sao? Hỡi thế mà tôi là bà hạch sách cằn nhằn, càn ràm đủ thứ. Bà vừa phải thôi chứ, bà mà quá là tôi cho cả nhà ra hết chuồng trâu mà để ở, cho vừa lòng hạ dạ mấy người. Nghe ông chủ nhà nổi nóng to tiếng quát tháo ầm ĩ lên, trâu ta bỗng giật mình bất giác mà ngậm ngùi than thở rằng, hóa ra cuộc sống trên cõi đời này đâu có ai hoàn toàn được sung sướng mà dám bảo đảm mình không bao giờ nhọc nhằn khổ sở đâu. Từ con người cho đến loài vật, ai cũng phải khổ hết, vì có thân này là có khổ. Mọi sự sống trên đời này đều sinh ra với những nỗi khổ riêng. Câu chuyện trên là một bài học sâu sắc nói về giá trị sống của muôn loài vật. Muốn bảo tồn mạng sống phải chịu muôn vàn điều khổ đau. Cũng như trong cuộc sống, mỗi người đều có một hoàn cảnh, sự nghiệp và việc làm khác nhau. Từ người lãnh đạo đất nước cho đến thứ dân bần cũng phải làm việc để lo cơm áo gạo tiền và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Người nắm cán cân công lý thì phải chịu chung, lo duy trì hài hòa, bảo đảm đời sống an vui, hạnh phúc cho toàn dân. Binh sĩ lo bảo vệ biên cương, bờ cõi, an ninh quốc gia. Thương nhân lo kinh doanh, buôn bán. Nông dân và công nhân tích cực lao động sản xuất. Tu sĩ lo gìn giữ đạo đức tâm linh để giúp nhân loại chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc ngay hiện tại và cho cả tương lai. Hạng người thấp kém thì hay trộm cắp, lường gạt người khác, hút sách, đàn điếm, gây ra tệ nạn xã hội, làm khổ cho nhiều người. Hạng có địa vị thì lợi dụng quyền cao chức trọng để được ăn trên ngồi trước, hưởng thụ xa xỉ, quá đáng, trong khi nhiều người còn quá thiếu thốn khó khăn. Cá nhân đam mê hưởng thụ quá đáng sẽ khiến con người ngày càng sa đọa, gieo đau khổ cho mình và người, giống như loài heo được ăn no ngủ kỹ rồi chờ ngày bị con người phanh ra xẻ thịt đau khổ vô cùng. Kẻ ngu si chỉ biết hưởng thụ đam mê nhất thời mà phải chịu khổ triền miên không có ngày thôi dứt. Người trí vì lợi ích an vui lâu dài cho chính mình và tha nhân nên luôn sống đơn giản,
muốn ít biết đủ để có cơ hội phục vụ và đóng góp cho con người nhiều hơn. Vì vậy, trước khi than thân trách phận khổ sở, hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu hơn, quý vị nhé. Tham lam là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau. Tham có nghĩa là tham lam, ham muốn quá đáng như tham sống sợ chết, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn ngon ngủ kỹ. Do chấp thân là thật nên tham lam mọi nhu cầu vật chất để phục vụ thân này. Lòng tham con người được ví như giếng sâu không đáy nên không biết đến đâu là đủ. Khi không có thì tham muốn cho có, khi có rồi thì tham muốn cho thật nhiều. Tham được thì càng thêm tham, tham không được thì sinh ra buồn phiền, giận dỗi, tìm cách trả thù, dẫn đến tàn sát, giết hại lẫn nhau, gây đau thương và làm tổn hại cho nhiều người. Quả thật lòng tham con người vô cùng tận như giếng sâu không đáy. Chúng ta có thể dò được đáy sông, đáy biển, nhưng không thể đo lường lòng tham của con người vì nó không có bến bờ nhất định. Thế gian này nếu con người sống không có nhân cách đạo đức tốt đẹp, không có luân thường đạo lý thì xã hội sẽ là một bãi chiến trường đẫm máu mà lịch sử loài người đã chứng minh thực tế rõ ràng. Từ mấy ngàn năm lịch sử, chiến tranh nhân loại xảy ra cũng vì lòng tham lam ích kỷ của con người. Nhưng nếu trong cuộc sống ai cũng ý thức bằng trái tim yêu thương và hiểu biết mà cùng nhau chia vui, sớt khổ hay làm những việc thiện lành để đem lại an vui hạnh phúc cho nhân loại thì thế gian này sẽ tốt đẹp biết chừng nào. Ngược lại, con người sẽ chỉ làm khổ nhau vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê, ganh ghét, tật đố, sân hận. Sân hận muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân. Tu tâm dưỡng tính là chìa khóa duy nhất để giúp chúng ta khỏi khổ đau. Cuộc sống này, người trẻ có những cái khổ của người trẻ, người già có những cái khổ của người già, người giàu có những cái khổ của người giàu và người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có những cái không được hài lòng như ý. Ai cũng có những nỗi khổ về thân nóng lạnh, bị muỗi, mòng, chích đốt. Trong gia đình, con người khổ vì phải sinh già bệnh chết. Ngoài xã hội, con người khổ vì đấu tranh, giành giật từng đồng tiền để sống. Đủ thứ nỗi khổ, niềm đau đến với con người như yêu thương, xa lìa. Nên khổ oán ghét mà gặp nhau hoài là khổ mong cầu mọi việc mà không được vừa ý cũng khổ. Khổ là một sự thật của muôn loài chúng sinh. Vậy chúng ta muốn vượt qua nỗi khổ, niềm đau thì phải làm sao? Có ai sống mà không lo lắng, không hối tiếc, không trông mong, không nhớ nhung, không sầu khổ, không nuối tiếc hay hy vọng một điều gì đó? Có ai sống mà không biết phiền muộn khổ đau, thất chí nản lòng, bi quan yếm thế, chán trường trong cô đơn tuyệt vọng? Có ai dám bảo đảm rằng ta hoàn toàn khỏe mạnh, thoải mái cả hai về mặt thể xác lẫn tinh thần? Người ham hưởng thụ nhiều cho rằng chết là hết, không tin tội phước, nhân quả nghiệp báo, sẽ tranh thủ tận hưởng khoái lạc trần gian, bất chấp luân thường đạo lý, cuối cùng gây nhiều tội lỗi tày trời, làm băng hoại đạo đức xã hội. Người bị quan yếm thế sẽ chán trường, chẳng muốn làm gì hết, vì nghĩ có cố gắng cũng phí công vô ích, thà ăn không ngồi rồi còn sướng hơn. Người mê tín khi nghe vậy cứ tưởng đấng sáng tạo đang trừng phạt con người nên càng cầu khẩn van xin ban ân huệ. Cuối cùng dẫn đến cuồng tín, si mê, không biết phân biệt đúng sai. Người ăn không ngồi rồi, người đầu trộm đuôi cướp, người si mê nghiện ngập sẽ càng sa đọa hơn khi tin vào những điều huyền hoặc vu vơ. Họ mặc tình ngang nhiên, làm nhiều điều phi pháp để kiếm sự hưởng thụ cho thỏa thích. Tất cả những hạng người ấy đều phải chịu khổ đau vô cùng, không có ngày thôi dứt vì quan niệm sai lầm. Những nỗi khổ niềm đau trong kiếp người không bao giờ kể xiết. Nó đeo đẳng, chi phối đời sống của ta như bóng theo hình. Người nghèo phải khổ vì dãi nắng dầm mưa, đầu bán cho trời, lưng bán cho đất, nợ nần chồng chất, con cái thất học, bệnh tật đau yếu, vợ chồng ly tán. Người giàu phải khổ vì quyền cao chức trọng, sợ người tài giỏi hơn mình, luôn sống trong lo âu vì sợ tiền tài bị mất mát, và nỗi khổ đau nhất là con cái bất hiếu, phá sản vì bê tha, nghiện ngập. Xét cho cùng, đã có cái thân này là có khổ, cho nên ta cần phải cố gắng tu tâm dưỡng tính để biết cách làm chủ bản thân mà vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời.